thiết lập những cái báo cáo tự động trên Google Sheet, mình nhận ra rằng có rất nhiều người họ cũng đã từng sử dụng Google Sheet, nhưng có một số những cái điều rất là căn bản mà họ cũng chưa làm tốt. Vì vậy, với một cái series những cái clip giới thiệu cho những người mới tinh về Google Sheet, mình sẽ giúp cho các bạn những cái thủ thuật, những cái hướng dẫn rất là tiện ích để các bạn có thể làm quen và biến Google Sheet trở thành một cái công cụ rất là mạnh mẽ, hỗ trợ cho cái công việc của mình, giúp nâng cao cái hiệu suất và cái đội nhóm gắn kết. Hãy follow, subscribe và ủng hộ mình nhé. Wow, một con số coi như là rất là lớn. 15GB, bạn có hình dung rằng là con số này nó lớn như thế nào không? Với cái dung lượng là 15GB được tặng với mỗi một cái Gmail thì bạn có thể chứa được rất nhiều dữ liệu. Tuy nhiên lời khuyên của mình đó là bạn đừng sử dụng để tải phim. Bởi vì là một bộ phim có thể ngốn đến 1 đến 2GB là chuyện rất bình thường. Nhưng mà nếu mà bạn chỉ cần tạo những trang tính thông thường thôi thì nó chỉ tốn đâu đó khoảng chừng vài chục cho đến vài trăm KB của bạn. Một bức ảnh mà chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp có thể tốn đến 5 đến 7 megabyte. Vì vậy bạn hãy sử dụng cái gigabyte này một cách hiệu quả nhé. Tuy nhiên cũng có cách cho bạn đấy, bởi vì là nếu trường hợp như bạn dùng dung lượng tốn quá, với một người bình thường thì mình nghĩ 15GB nó sẽ có thể xài được trong vòng vài năm. Tuy nhiên nếu mà bạn là cái người mà có nhu cầu coi như là sử dụng rất là nhiều những cái tài liệu và lưu trữ nhiều video thì bạn có thể mua thêm những cái gói dung lượng với đâu đó chi phí mà mình đang dùng, chẳng hạn như là với 100GB một tháng thì mình sẽ trả đâu đó hơn 45.000. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cái Google Drive này nhé. Để bắt đầu đối với cái phần Google Drive này ấy, thì đầu tiên thì bạn hãy có một cái tài khoản Gmail. Còn làm thế nào mà để có như có được tài khoản Gmail thì mình nghĩ là bạn có thể lên Google để search cái cách tạo một cái tài khoản Gmail nhé. Nhưng bây giờ mình sẽ hướng dẫn bắt đầu từ cái tài khoản Gmail. Thì khi bạn có một cái tài khoản Gmail rồi ấy, thì bạn vào cái Gmail đấy, bạn vào cái phần cái ứng dụng của Google này, bạn kích vào đây và bạn sẽ chọn ra cái phần gọi là Google Drive. Ở đây là có chiếc Drive, cái biểu tượng của Drive này, thì bạn kích vào cái Google Drive này. Và đây chính là cái phần dung lượng Google Drive mình nói vừa nãy, có 15GB. Bạn có 15GB ở đây. Chẳng hạn như ở đây mình có một số file mà tổng nó mới chứa được có 61KB thôi. Một cái dung lượng rất là nhỏ so với cái dung lượng 15GB này. Nhưng trong trường hợp cái Google Drive của bạn mà bạn dùng tốn nhiều cái bộ nhớ, hết cái số lượng 15GB này, thì bạn có thể mua thêm bộ nhớ ở đây. Bạn kích vào mua bộ nhớ. Mình cũng đã phải sử dụng cái việc mà với cái tài khoản Gmail của mình ấy, mình đã phải mua cái gói 100GB này. Và đâu đó mình chỉ tốn chừng 45.000 đồng một tháng thôi các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là cái dung lượng này nó rất là đáng giá, bởi vì là cái dữ liệu của mình ấy, mình sử dụng rất là nhiều trên Google Drive. Nên là cái việc mình mua thêm cái dung lượng này khi mà dữ liệu của mình nhiều thì nó cũng rất là đáng giá thôi. Cái Google Drive này ấy, thì bạn có thể hình dung ra là bạn có thể tạo mới. Và vì cái tạo mới này bạn thể nhìn thấy rằng là những cái thông tin của mình ở đây, mình có nào thì Google tài liệu, nó là Google Docs. Mình nào là có Google trang tính, cái này mình sẽ nói kỹ hơn. Mình có cái Google trang trình bày, nó giống như PowerPoint. Và mình sẽ có những Google biểu mẫu, giống như kiểu như là mình tạo một cái mẫu khảo sát ở đây. Thì Google Drive này ấy, nó là một cái ổ, gần như nó là một cái ổ cứng ở trên mây, gọi điện toán đám mây mà cloud. Và bạn có thể truy cập bằng đa thiết bị, miễn là bạn có thể vào được 3G hoặc Wi-Fi thì bạn có thể truy cập được trên mobile. Bạn tải cái Google Drive về trên điện thoại, cũng như là bạn có thể truy cập qua cái Gmail này và vào cái Google Drive của mình. Cái điểm thứ hai mình cần lưu ý với các bạn đó là cái việc mà sắp xếp thư mục. Với những người mới bắt đầu hoặc là có những người mà không có thói quen sắp xếp những cái tài liệu và thư mục của mình, thì các bạn giống như một căn phòng ấy, một cái căn nhà của các bạn bừa bộn tất cả những cái đồ đạc, ở đâu mình cũng thấy quần áo mình phơi, mình treo đi khắp nơi, hoặc là ví dụ như là bàn ghế mỗi chỗ một nơi, nó làm cho rất là bừa bộn và điều đấy nó gây khó khăn cho bạn trong việc tìm kiếm những cái thứ mà bạn đang rất là cần. Vì vậy cái nhu cầu mà sắp xếp thư mục này nó cũng giống như là cái việc mà bạn dán nhãn cho các căn phòng, hoặc là bạn dán nhãn cho những cái thùng đồ của bạn, để bạn có thể tra cứu, bạn có thể tìm kiếm xem là những cái thứ mà mình cần tìm ấy, nó ở đâu một cách dễ dàng hơn. Bạn có thể hình dung là khi mình kích vào cái Drive của tôi ở đây, mình kích vào đây, thì bạn này nhìn thấy ở đây mình đang có hai cái thư mục, đó là From học viên và tài liệu thực hành. Thì đây nó giống như những căn phòng mình đã chia nhãn. Nếu mà bạn muốn tạo thêm một căn phòng mới nữa thì bạn sẽ kích vào đây, mới vào đây, và bạn sẽ chọn thư mục. Trong trường hợp này mình có thể
nói về là những cái mẫu báo cáo chẳng hạn, mình có thể tạo một cái tên cho thư mục mới là mẫu báo cáo Excel, lấy ví dụ như vậy. Thì tương tự như vậy, bạn có thể phân chia những căn phòng với những cái nhãn mới trong cái dữ liệu của bạn, đó là ví dụ hạn như là về công việc này, hay là về tập yoga, hay là tập chạy bộ, tất cả những cái thông tin gì mà liên quan đến hoặc là ví dụ như thư viện ảnh mà bạn muốn tải lên cái OneDrive này, thì bạn hãy tạo ra những cái căn phòng, tạo ra những cái folder, những cái thư mục mà bạn có cái tên gọi cho nó, để cái việc mà tra cứu cũng như là tìm kiếm sau này của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy trở thành một cái người gọn gàng với OneDrive của mình các bạn nhé. Chà, 5 triệu ô, một con số không hề nhỏ các bạn ạ. Mình đã thử vài lần với cái Google Sheet, khi nào thì nó chạm đến cái tới hạn 5 triệu ô này, thì bạn hình dung là mỗi cái ô như này nó chính là một ô. Và nếu như là một cái trang tính của bạn có thể chứa, bạn có thể tạo hàng trăm nghìn dòng, ví dụ ở đây mình có thể tạo thêm là 100.000 dòng chẳng hạn, thì bạn hình dung là bao giờ mình có thể dùng đến hết 100.000 dòng cộng với cả 1.000 dòng mình đã có sẵn ở đây, thì mình sẽ có rất là nhiều dữ liệu. Tuy nhiên thì cũng phụ thuộc vào cái trang Google Sheet này của bạn này, bạn có bao nhiêu cột dữ liệu để bạn có thể xài hết được bao nhiêu cái dữ liệu ở trong cái Google Sheet này. Bạn hãy nhớ là bạn có tận 5 triệu ô, một con số rất là lớn này. Trong trường hợp mà nếu mà cái dung lượng của bạn đối với cái trang Google Sheet nó lớn quá, lời khuyên của mình đó là bạn hãy lưu trữ hoặc sao chép những cái dữ liệu cũ của mình tải về đâu đó ở trên máy tính, và mình hãy tạo những cái dữ liệu mới để mình không sử dụng quá cái dung lượng 5 triệu ô này. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành cái việc mà tạo một cái trang tính mới các bạn nhé. Có rất nhiều cách để tạo một cái trang tính mới. Ở đây khi mà bạn đang ở trong cái Google Drive của mình rồi, bạn có thể tạo mới từ đây. Mới ở đây này. Sau đó bạn có thể chọn một cái trang tính. Bạn chọn vào cái Google trang tính này. Tiếng Anh nó sẽ là Google Sheet. Bạn tạo một cái trang mới ở đây. Thì lập tức là bạn đã có một cái trang tính mới rồi. Cách thứ hai, bạn vào trình duyệt của mình và tại đây bạn gõ chữ sheet.new. Trong trường hợp này bạn sẽ ra được một trang tính mới. Đó. Còn nếu trong trường hợp mà bạn cứ gõ nhầm thành sheet.new thì bạn cũng sẽ có được một cái trang tính mới. Cách tiếp theo đó là bạn có thể sử dụng là spreadsheet.new. Như thế này thì tên nó dài hơn đúng không các bạn? Ok, bạn cũng ra được một cái trang tính Google Sheet mới. Tuy nhiên thì cái trang tính của bạn thì chưa có tiêu đề. Các bạn biết không, có rất là nhiều người họ đã dùng Google Drive rồi, dùng Google Sheet rồi, nhưng mà thậm chí cái tên họ còn không đặt. Nó giống như kiểu tên người vậy ấy. Nếu mà ví dụ như chúng ta không có tên thì chúng ta làm sao phân biệt được ai với ai, cũng như là cái trang Google Sheet của chúng ta vậy thôi. Chúng ta cần phải đặt tên cho nó. Cái việc đặt tên này nó giúp cho cái việc tra cứu một cách rất là dễ dàng, thuận lợi. Cũng giống như là tên sách chẳng hạn, mình cần phải biết cái tên của nó để mình gọi tên cái trang sách ấy ra. Vậy thì ngay cả cái kỹ thuật để đặt tên cho một cái trang Google Sheet như thế nào, nó nên chứa những cái từ khóa mà nó gợi nhớ cho mình đối với cái trang tính đấy, để mình có thể dễ dàng tìm kiếm nó ở trên cái Google Drive các bạn nhé. Bây giờ là cái trang tính mới mình vừa tạo ấy thì nó chưa có tiêu đề. Và để đảm bảo rằng là cái việc tìm kiếm nó dễ dàng thì mình sẽ cần phải có cái tiêu đề cho nó. Giả sử như đây mình sẽ ghi là báo cáo của team content. Và trong trường hợp này mình sẽ lưu cái dữ liệu này. Thứ nhất là mình có thể di chuyển nó, bởi vì hiện tại bây giờ là nó đang nằm ở trong cái Google Drive và mình không biết chắc rằng là cái này nó thuộc về cái folder nào. Mình sẽ di chuyển nó đến cái folder mà mình mong muốn. Trong trường hợp này ấy, nó đang ghi là Drive của tôi và nó chưa quyết định rằng là cái file này sẽ nằm trong folder nào. Nếu mà nó có thể thuộc một trong những folder này thì mình sẽ kích vào đây. Mình sẽ kích vào là mẫu báo cáo Excel, mình sẽ kích vào một trong những cái folder mà mình đã có sẵn. Mình sẽ di chuyển đến đây. Nhưng trong trường hợp mà mình không muốn rằng là nó vào cái folder đấy, mà mình lại muốn nó di chuyển đến một cái folder mới mà mình chưa tạo, thì mình sẽ vào cái phần, mình vào tẹp này, mình di chuyển này, mình sẽ đi ra ngoài, mình đi ra ngoài cái folder này, mình sẽ mở thêm một cái thư mục mới, ví dụ mình ghi là báo cáo của team content.
thì lập tức là mình sẽ có cái báo cáo của team content, và cái này nó nằm trong cái folder đấy, mình sẽ di chuyển đến đây. Ok, bây giờ bạn thì kiểm tra lại xem là cái file đấy của mình ấy, nó có nằm ở folder nào nhé. Mình sẽ kiểm tra lại, mình vào cái Google Drive này, Drive của tôi, và mình thấy rằng là mình đã có thêm cái báo cáo của team content rồi. Mình có thể xem ở bên trái này cũng được, hoặc là mình có thể xem ở dưới đây cũng được. Thì ở đây cái báo cáo team content của mình nó có cái file của mình chứa rồi. Thế trong trường hợp mà bạn muốn di chuyển cái file này sang một cái folder khác thì bạn có thể kích vào đây và bạn di chuyển. Bạn thể di chuyển đến bất kỳ cái folder nào mà bạn muốn. Bạn thể đưa nó ra ngoài nếu mà bạn muốn. Ví dụ như mình sẽ đưa nó đến cái mẫu báo cáo của Excel chẳng hạn, thì mình sẽ di chuyển đến đây. Thì lập tức là cái file vừa rồi của mình đã được chuyển sang cái mẫu báo cáo Excel rồi, là báo cáo của team content. Ok. Cái việc mà mình đặt tên như vậy ấy, thì nó giúp cho mình tra cứu một cái dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là mình đang ở trong cái Drive của tôi và mình sẽ gõ là báo cáo, thì ở đây nó sẽ hiển thị ra là có một số những cái mẫu báo cáo mà mình đang cần tìm kiếm. Mình sẽ gõ là báo cáo team content, thì lập tức là nó sẽ hiển thị xem là cái báo cáo của mình ở đâu. Mình kích vào thì mình sẽ ra được cái báo cáo team content của mình. Đó là lý do vì sao mà bạn cần phải đặt tên file một cách rất là rõ ràng, với những cái từ khóa mà bạn có thể dễ dàng cho việc tìm kiếm các bạn nhé. Cảm ơn nhà tài trợ Yến Xào Hảo Thư, đó là cái cửa hàng Yến Xào Hảo Thư của bố mẹ mình. Và đó cũng chính là cái nơi mà mình khơi nguồn cảm hứng với những cái mẫu dữ liệu để mình có thể làm những cái trang tính cũng như là làm những cái mẫu báo cáo cho các bạn. Cửa hàng của ba mẹ mình ở 38 A Quang Trung, thành phố Hải Dương. Hãy liên hệ hotline 0975 117643, đảm bảo là bạn sẽ được tư vấn tận tình và chu đáo với giá cả rất là hợp lý.